Xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến kênh ô tô cũ Duy Khánh. Vâng, ở bên em đơn vị chuyên kinh doanh mua và bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi, có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn Thành, ngoài phòng. Vâng, trong buổi sáng hôm nay thì em lại review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe về cửa bến cảng, một chiếc DU Lachati phiên bản Việt có năm sản xuất 2009, máy xăng, số sàn, động cơ 1.6 các bác nhé, DU Lachati, một chiếc xe hoàn toàn gia đình, không taxi dịch vụ, với mức giá đề xuất là 158 triệu đồng. Là răng đúc 4 bánh này các bác nhé. Sơn xi rất sạch sẽ đẹp vẽ này. Đèn pha này gầm rất ok các bác nhé. Xin lỗi các bác, đèn này phanh đèn hậu rất ok. Xe được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ. Form dáng còn rất đẹp này. 158 triệu đồng. Vâng, với mức giá này thì bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Đang làm một đúng chất mẫu xe này, nhanh tay nhấc máy gọi điện cho em Khánh theo số điện thoại 0917162240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể trao đổi thêm về thông tin giá cả. Cũng mời các bác đến trực tiếp cửa hàng xem xe và trải nghiệm xem xe lái thử các nhé. Mang biển kiểm soát 34A04080, DU Lachati phiên bản Việt. Hai cụm đèn pha này rất là sáng đều nhau các bác nhé. Sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ. Hơn 100 triệu các bác đã sở hữu một dòng xe sedan 2 đầu. Ồ, xin lỗi các bác nhé, 164 triệu đồng. Vô lăng còn khá mới các bác này. Táp lô táp ly sạch sẽ, chân lì nguyên bản, nội thất ghế da nguyên bản. Dòng xe này thì là lưu chỉnh tay các bác nhé, kính chỉnh điện, trang bị màn hình cam lùi đầy đủ. Cột kèo đinh bấm này, 4 cánh là nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Kèo chỉ cánh này nguyên bản các bác nhé. Mẫu xe tránh mưa tránh rét đi xa về gần, DU Lachati phiên bản Việt, có năm sản xuất 2009, máy xăng, số sàn, động cơ 1.6. Vâng, bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh hoặc bấm vào nút chuông để được cập nhật những mẫu xe mới nhất hay điện thoại các bác mà em đưa lên các bác nhé. Ghế da nguyên bản, bốn cổ lốp còn rất mới thôi nhé, la răng rất là sáng này, rãnh lốp còn khá là sâu, 80-90%, lốp mới tinh các bạn, cua lốp cực kỳ ok các bạn, đều là Lachati phiên bản Việt. Chiếc xe đi lại gia đình, tránh mưa tránh nắng, đi lại gia đình đỡ nheo nhóc các bác ạ. Có những bác thì hai quê thì một chiếc xe đi lại đảm bảo sức khỏe, thời gian đi lại chủ động. Cốp rất là rộng, chủ xe đã dán thêm một lớp chống ồn các bác nhé. Sắc xì còn rất là sáng, sơn cua bị kích lốp đầy đủ, taxi để nói này cũng cực rộng, màn hình cam lùi đầy đủ. Với mức giá này các bác về chỉ việc sang mà chạy thôi, không cần đầu tư thêm một khoản phí nào. Và với những cái dòng xe này thì không cần vào tên làm gì, các bác có thể đi 5 năm, vài năm nữa thì
lên đời xe thôi. Và tên nó sẽ mất thêm tầm chục triệu nữa các bác. Em sẽ bên em sẽ làm cho các bác một cái hợp đồng mua bán. Sau khi làm xong hợp đồng mua bán nó chỉ hết tầm triệu đổ lại thôi. Đấy, thì các bác đi thoải mái. Không ai hỏi cả. Cảnh sát giao thông người ta chỉ hỏi xe nó có giấy tờ không thôi, không cần biết là chủ là ai. Sau này các bác bán thì rất là dễ dàng. Táp ly cánh rất là ok các bạn. Lỉ nguyên bản đấy. Táp lô khá là sạch sẽ. Xi nhan thì tích hợp trên sườn. Dòng xe này thì vẫn là đăng kiểm 1 năm các bác nhé. 2 năm nay bắt đầu 2008 là xe đăng kiểm 6 tháng các bác nhé. Đây là bảng táp lô đồng hồ đấy. Máy đã nổ rồi. Máy nổ khá là êm. Còn xin nha. Phun nước gạt mưa. Màn hình giải trí chạy đĩa. Cam nuôi đây. Kết nối Bluetooth. Cắm thẻ nhớ USB. Đó, cam nuôi đây. Rất led các bác nhé. Dòng xe này thì trang bị 5 cấp số. Số lùi là số móc các bác, số R đây các bác này. Các bác móc tay đây này. Đẩy về phía trước. Đó. Đồng cấp với cả số 1. Kéo về thì không cần móc nữa. Sau đó các bác vào số 1 thì cứ việc vào và đẩy lên thôi. Còn phanh tay này. Điều hòa Zun các bác nhé. Gương. Xe kính đầy đủ hết các bác nhé. Bác xoay đó. Cửa gió ở đây các bác này. Xe kính các bác nhé. Gương chỉnh cơ rất là dễ dàng. Kính chỉnh điện, kính người đèn em bao test cho các bác rồi nhé. Mẫu xe gia đình, không đâm xô tai nạn, ngập nước. Vâng, sau đây em sẽ tiến vào phần khoang máy cho các bác xem này. Một trăm sáu mươi bốn triệu đồng. Vâng, đây là tổng quan tổng thể phần khoang máy của chiếc Deula Chetti phiên bản Việt, có năm sản xuất 2009, máy xăng, số sàn động cơ 1.6 các bác nhé. Ốc chân máy nó vuông đét, máy nổ khá êm các bác, máy móc thu giáo sạch sẽ này, thiết kế máy để rất là gọn, 1.6. Nguyên bản
Vâng, vừa rồi thì em đã review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe vừa có bến cang, một chiếc Daewoo Chatti phiên bản Việt, có năm sản xuất 2009, máy xăng số sàn, động cơ 1.6, với giá đề xuất là 164 triệu đồng. Vâng, 164 triệu đồng thì bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho bác. Bác nào muốn đúng chất mẫu xe này, nhanh tay nhấc máy gọi điện cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này. Cũng như các bác có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử các bác nhé. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bác đã đồng hành cùng kênh ô tô cũ Duy Khánh. Chúc các bác luôn mạnh khỏe, cuộc sống và thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.